Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như vậy là chỉ sau khoảng vài ngày khi mà Apple tung ra cái phiên bản đó là iOS 11.3 chính thức thì hôm nay chúng ta đã có thể cập nhật lên những phiên bản đó là iOS 11.4 beta rồi. Thì như các bạn đang thấy ở đây nhá, chiếc máy của mình đang là chiếc iPhone 7 Plus và đang được chạy trên hệ điều hành đó là iOS 11.3. Và cũng như là nếu như mình chỉ đi vào kiểm tra cập nhật bình thường thôi thì nó sẽ báo rằng là cái chiếc máy của mình đã được cập nhật lên phiên bản cao cấp nhất. Vậy để có thể cập nhật được phiên bản iOS 11.4 beta 1 thì các bạn sẽ đi vào cho mình cái trang web đó là beta.thủthuatios.com, hoặc là các bạn cũng có thể bấm vào cái link mình cho ở phía bên dưới để có thể tải về cấu hình này. Khi mà chúng ta đã vào được cái trang này rồi thì các bạn sẽ bấm vào cái phần tải về của cái cấu hình iOS beta 11.4 này. Đó, nó sẽ hỏi các bạn là có cho phép trang web này cố gắng mở một cái cài đặt để hiển thị một cấu hình hồ sơ hay không. Thì các bạn sẽ bấm tiếp vào phần cho phép. Khi mà các bạn cho phép rồi, nó sẽ chuyển các bạn sang một cái phần đó là cài đặt cấu hình, thì các bạn cũng cài đặt như bình thường này. Cài đặt và cài đặt. Ok, sau khi mà các bạn đã cho phép cái cấu hình hoạt động thì các bạn sẽ bấm vào phần khởi động lại để chúng ta có thể rằng là nhận cái phiên bản cập nhật iOS 11.4. Như vậy là chiếc máy của mình đã khởi động xong và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần cài đặt chung để có thể check cái cập nhật xem nó đã cho phép chúng ta tải về cái phiên bản iOS 11.4 beta hay chưa nhá. Như vậy là nó đã hiện ra phiên bản iOS 11.4 với dung lượng là 2.21GB. Và các bạn có thể thấy rằng là với cái phiên bản cập nhật này thì nó có một cái dung lượng khá là lớn, bởi vì từ trước đến giờ những phiên bản cập nhật như là iOS 10 hay là iOS 11.2, 11.3 nó cũng sẽ chỉ có dung lượng rơi vào khoảng xấp xỉ đó là 1.8GB mà thôi. Những cái phiên bản cập nhật này nó lên đến khoảng tầm là 2.21GB. Thì ngay bây giờ mình cũng sẽ bấm vào phần tải về và cài đặt. Và song song với đó thì các bạn tất nhiên là cũng sẽ bấm vào tải về và cài đặt rồi, để xem là với phiên bản cập nhật iOS 11.4 này thì nó sẽ mang lại cho chúng ta thêm những cái tính năng gì mà có đến tận đó là 2.2GB, cũng như là nó có mang lại cho chúng ta cái tính năng đó là check pin cái phiên bản chính thức hay không, hay là vẫn cái phiên bản beta như thế này. Ok, và trên đó là video mình hướng dẫn đến cho các bạn cách để chúng ta nhận được cái phiên bản cập nhật iOS 11.4. Các bạn cảm thấy video hay, đừng quên bấm vào like, share và subscribe kênh YouTube tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và tất nhiên sau khi mà mình đã có khoảng một thời gian để có thể trải nghiệm cái phiên bản iOS 11.4 thì mình cũng sẽ có những cái video khác để đánh giá về cái phiên bản iOS này gửi đến cho các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.